vị trí này không may hỏng bong chóc do rất nhiều lý do, do thời gian, do các va đập cơ học vân vân, do thời tiết xấu thì nó bong chóc, cái này chú ý để báo cho người có trách nhiệm để cho phục hồi này, hồi cái cảnh báo. Ví dụ như cụ thể cảnh báo ở đây là không đứng dưới tả của càng nâng, rồi đứng trên, không cho người đứng trên cái càng nâng vân vân, như này cái xe này những cái vụ tai nạn xảy ra. Tức là đừng sử dụng những cái này đưa người làm việc trên cao, đưa lên những cái công này. Một cái vụ tai nạn đã xảy ra, ví dụ một anh công nhân này trượt ngã gây cái dập lách, anh này dập lách cuối cùng thì họp rồi. Các cái xe này chú ý không cho người đi nhờ, không cho người đu đeo bám ở tất cả các vị trí trên xe. Những cái tai nạn cũng đã xảy ra, được xảy ra khi cho người đi nhờ đu đeo bám. Đường xấu, đường ổ gà xuống ổ gà, cái anh này xuống thế là nó siết cái bánh trước vào cái 1/3 dưới cẳng chân phải, cái bụng vân vân. Không cho người đứng trên nóc không để di chuyển, mục đích là được trên cao gì đó, một cái tai nạn có thể ra hay là rơi xuống dưới có các cái vật khác nhau. Và trong khi xếp các cái vỏ công chú ý là phải chú ý quan sát những người lao động cùng. Trong trường hợp này là có một cái vụ tai nạn là đặt cái vỏ công sát vào vị trí này, mà đây có người lao động mà anh không quan sát được, nó khuất tầm quan sát, không nó che mất cái tầm quan sát của anh mới chọn điều kiện. Thế còn cái anh mà lao động đấy là kể về phía anh vận hành thiết bị nâng đẩy công. Thế còn cái phía người lao động mà khi làm việc trong kho bãi là một là phải luôn chú ý quan sát, và trong trường hợp cần thiết là phải có căng biển cảnh báo, báo người có trách nhiệm căng biển cảnh báo vì những cái kẹt chét khi xếp đặt công là hay xảy ra trong kho bãi. Đối với những người mà làm việc cùng ấy, nó phải phối hợp được cả cái anh mà vận hành cái xe nâng, xe trùng nóc, xe kẹt cạnh và cả những cái người lao động ở trong cái kho bãi. Ví dụ như anh thợ hàn, rồi anh thợ bảo dưỡng, anh vệ sinh, rồi anh kiểm tra vân vân. Khi di chuyển vận hành những cái này, khi di chuyển, khi mà những cái công nó che khuất tầm quan sát hoặc cái hàng hóa thì nó che khuất tầm quan sát thì chú ý là không được tiến phía trước và phải có người dẫn đường. Tốc độ xe thì chú ý đảm bảo an toàn. Khi đến đường vòng này, thế rồi khi đến giữa các cái khu vực của bãi xe công có khoảng cách, có thể có người ở trong cái xe này chú ý là luôn quan sát, phải quan sát cái người xe công thì phải quan sát, nhưng đồng thời cái người lao động trong kho bãi người ta chú ý là ví dụ như tôi đã từ cái hàng công giữa hai bên, ở bên này một cái hàng công, bên này là cái hàng công, và tôi là cái người lao động cùng trong kho bãi, tôi không phải là anh xe nâng, thì ta chú ý là khi ta ví dụ hai hàng công đang cao hút đầu 3 tầng công, 4 tầng công vân vân, tôi từ đây tôi đi ra để ra cái đường, thì ta chú ý là phải huấn luyện cho những người lao động ở trong kho bãi là khi ra những cái vị trí mà có xe công hoạt động, chú ý bao giờ phải có cái dừng lại quan sát. Cụ thể tôi làm cái động tác quan sát và chúng ta có thể tham khảo thôi, còn tùy quy định mỗi công ty là bao giờ tôi đến cái vị trí này tôi muốn băng sang bên kia hoặc từ rẽ phải từ rẽ trái, thì ta chú ý ta đánh mắt sang trái, đánh mắt sang phải, nhìn không thấy có phương tiện xe công hoặc tất cả các phương tiện cơ giới vân vân thì tôi mới được băng ra cái khu vực ở cái đường mà xe công nó hoạt động. Thì về phía người lao động cũng là như vậy, người lao động ở trong kho bãi xe ngừng ở trong kho và ngoài bãi để xếp giữa hàng thì phải gài phanh tay và chèn bánh xe tránh cái trôi, tức là hết giờ lao động chú ý khi mà nó dừng hoạt động gài phanh xe lại, không nâng tải quá cao. Và như thế này chúng ta xem các cái đoạn clip thì nói không xếp tải quá cao, đặc biệt là thời tiết xấu có bão thì chúng ta phải tính toán để đề phòng các tai nạn về điện, và những xe chụp nóc xe nâng cao có thể quẹt vào các cái dây điện ở trong các khu vực nếu mà có cái dây dạng dây điện.
không. Khi nghỉ xe đưa xe vào vị trí an toàn để tránh tình trạng lái phanh vào. Thế rồi hạ cần hết nước và rút chìa khóa điện đút túi. À, rút chìa khóa điện. Thế tất cả các cái xe nâng công chụp nóc vân vân thì chúng ta chú ý là nó phải chúng ta phải thực hiện cái quyền định kiểm định thì đây là cái máy móc cái đồng như là để an toàn không nhớ đâu những cái nào mà nó cái tải trọng nâng nó 1000 kg lên thì phải kiểm định. Nhưng mà cái kiểm định này thì nó theo cái văn bản mới nhất là thông tư 36/2019 bắt đầu hiệu lực từ 1/3/2020 thì những cái danh mục các máy các thiết bị phải thực hiện kiểm định theo yêu cầu như là an toàn thì bắt theo thông tư 36. Còn trước đó là thông tư 53. Vì vậy cái tem kiểm định nó cũng phải phù hợp theo các cái hướng dẫn cái văn bản quy phạm pháp luật hiện nay. Sau đây thì chúng ta xem vài cái và các cái vụ tai nạn. Có những cái vụ mà ta nghe nó hy hữu nhưng mà nó không có một người ở đây. Có một cái vụ tai nạn ở cái đơn Quảng Ninh và có anh lên trên này nóc này ngủ vân vân. Thế là đến sáng hôm sau là các anh vận hành xe lưng cứ thế nhận các thứ đúng quy trình hết, anh ra anh đặt công lên đây và kết quả và là hai anh công nhân anh lên Quảng Ninh nhặt nhát. Cho nên là cái việc phải chú ý là thấy trong mùa hè nóng này kiểm soát học đấy không người không có nhiệm vụ các bạn. Cái vụ này thì ta nghe thì tưởng như là xong để lên đến ngủ, ta nghe thì thấy buồn cười nhưng mà nhiều cái nó chập vào nhau thì vào cái đợt mà dùng 2/9 thì cái anh công nhân này anh cũng là công nhân ở cái cảng đó. Thế thì anh ấy đến sớm và đến sớm và anh làm ca đêm anh đến sớm. Thế sau đó thì anh ấy lên trên này anh nằm anh ngủ thế là người vận hành không biết thế là đặt lên đây cho nên cái này giáo dục những người lao động không có nhiệm vụ không ở đấy không được nằm đặc biệt là nằm ngủ nhưng mà tóm lại không vào khu vực kho bãi xe công nếu không có nhiệm vụ. Thế rồi một cái vụ sự cố là và một cái công tuột rơi do cái chốt cù hai bên trái của xe lưng bị tuột không thể giữ chặt và rơi công xuống. Cái vụ mà tuột cái công này rơi vào cái đầu chéo. Tuy nhiên là cái vụ này thì may quá không ai làm sao. Hàng hóa thì thiệt hại một chút, những cái móc méo vân vân, thế rồi cũng làm hư hại đối với cái đầu kéo. Cái sau đây thì chúng ta xem vài cái chú ý liên quan đến cái chúng ta xem xong chúng ta mới phân tích nguyên nhân tại sao có cái sự cố đây như là sự cố kỹ thuật không may là không may làm sao thì nó gọi là sự cố kỹ thuật. Tuy nhiên là cái sự cố kỹ thuật thì nó gọi là nguy cơ tai nạn như sát đấy. Tức là cái khả năng tai nạn nó cao nếu không may nó đổ vào ai đó trong trường chúng ta biết cái trường hợp này nguyên nhân là sao. Cao lắm để dơ cao cô gấp gặp quá à nó mất định vị tay bên kia thì nó cường béo cảnh cú léo cường béo gác ngang là rõ ràng thì ngoài cường biết thì là chống bão gì không chống bão mà chống bão xấu không có chỗ mà đặt phát ngang đấy như cái cổ chào vậy đó thế là làm nhất chút ai qua hốt sao đâu như thế là nguy hiểm. Như an toàn lao động nó không được phép. Đại đông đô người xưa chặt nó biết người. Đấy, một cửa giống đấy. Cầm sang đi không? Xe hỏng á? Mà xe nó quay cái này.
xét độc lập một mọi không nhìn thấy, không nhìn thấy nè mà xong rồi nông chân cao quá như cái độc lập lúc kia nó không có mới tay tay xong 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 lật hãng camera quay lại theo các anh thì cái phương tiện này thường là có những